bạn của hai chúng ta là mãi mãi nha. Ta yêu từng thói quen của nhau, tuy không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn. Ta biết nhau đang nghĩ gì, không cần phải nói ra làm chi. Câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Cũng từng là con nít muốn được nhanh lớn, trong mắt người lớn tuổi thì mình là ranh con. Đến cái tuổi mà muốn có người ta ca chờ anh đón, là lúc em thấy con đường về nhà em chẳng muốn nhanh hơn. Em muốn rất muốn được cùng anh sống trai đơn nhau đi vòng quanh. Em sẽ nấu bữa cơm trường và ta gác đi nơi ước. Một ngày nắng đã lên, vui đi ta lo gì. Đời có bao lâu có mấy khi. Thuyền xuôi gió dấu phong ba ta vẫn kiên trì. Sông ca đừng ngó tay trèo. Hò nhau kêu lên ca to. Làng ta vui ca sớm hơn. Hò nhau kêu lên ước mơ. Ngoài kia con cá đang chờ. Kia con cá đang chờ. Hò nhau kêu lên ca to. Làng ta vui ca sớm hơn. Hò nhau kêu lên ước mơ. Ngoài kia con cá đang chờ. Kia con cá đang chờ. Hò nhau ta kêu ta kêu đi lên. Hò nhau ta kêu ta. Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh năm nay xuống trời. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắm đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đến ngày mùng hai có ai đi về mà em ngờ đâu anh mang trầu cao qua nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to cho tôi có ra muốn. Thắm thì em sẽ màu nồng yêu thương lắm mênh mông. Đi thì còn chẳng chờ chi nữa. Ngày vẫn bên nhau như ta hôm nay nói tin đó. Ê! Bình lộn không? Bệnh viện đông lắm, xui xui dính corona sao?